Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay thì bên Huy mới vừa về một chiếc xe Fortuner số rộng anh chị, được sản xuất vào năm 2017, cá nhân đứng tên, một đời chủ từ đầu, xe rất là đẹp luôn. Độ zinc của nước xe này, của xe này còn rất là nhiều. Và xe này thì chủ xe trang bị phụ kiện rất là nhiều anh chị, như là cách âm toàn bộ xe này ha, cách âm toàn bộ xe, dán phim xịn, rồi chủ xe đi rất là kỹ luôn. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của Fortuner 2017 quý anh chị. Fortuner 2017, đây là phiên bản cao cấp nhất nha quý chị nha, cao cấp nhất luôn. Và đây là một trong những cái mẫu xe mà khách hàng bên Huy tìm kiếm rất là nhiều, như là đèn được trang bị là đèn LED, bi LED nha quý chị nha, có tính năng tự động bật tắt luôn. Và tự động điều chỉnh độ cao thấp của đèn. Còn mâm này là mâm 18 inch quý chị, 18 inch, mâm 18 inch kép nha quý chị nha. Đây, gai vỏ này còn rất là dài luôn. Và anh chị thấy không? Mới vừa về thôi, bên Huy chưa có spa, chưa làm đẹp gì hết. Mà mọi thứ ha, anh chị nhìn nè, rất là keng và rất là đẹp luôn. Đấy, cái phần đây là phần nguyên bản zin của nó nha quý anh chị nha. Đó, là màu bạc. Rồi, nẹp, nẹp này chủ xe trang bị thêm anh chị. Cách âm toàn bộ xe luôn quý chị, cách âm toàn bộ xe luôn. Tay nắm cửa mặt chrome, có công tắc rong cửa thông minh. Đấy, trên thị trường những chiếc xe như thế này cực kỳ là hiếm có anh chị. Rất là hiếm có. Công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa này, gương gập điện này, ghế chỉnh điện 8 hướng anh chị. Bảy túi khí nha quý vị nha, xe được trang bị tới bảy túi khí 2017, bảy túi khí quý anh chị. Có công tắc cruise control, rồi lại chỉnh số trên vô lăng, odo chuẩn nha, 40.000 cây. Đây, chủ xe mới vừa bảo dưỡng lúc 37.000 cây các anh chị. Đó, thì hiện tại là xe này đi được là mới có 40.000 cây thôi, 40.000 cây thôi nha quý chị, 40.000 cây odo chuẩn quý anh chị. Và nhắc bảo dưỡng tiếp theo là 42.000 cây, nhưng mà xe này 40.000 cây về là bên Huy cũng sẽ bảo dưỡng cho quý anh chị luôn, cũng sẽ bảo dưỡng cho quý anh chị luôn. Đấy, rồi trang bị đầu DVD, camera gear, có hết quý vị nha. Hệ thống điều hòa tự động, hai dàn lạnh là tự động hết. Khởi động nút bấm start up, đây, nút bấm start up đây. Đấy, công tắc cruise control, rồi lại chỉnh số trên vô lăng, hộp số 6 cấp có chế độ eco, chế độ power. Đấy, rất là tuyệt vời quý anh chị. Đó. Thì đây là một trong những cái mẫu xe rất là đẹp. Anh chị nhìn này, ghế zin của xe này quý vị, ghế zin của xe này. Rất là đã luôn. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, cửa đóng rất là chắc nha quý anh chị. Đó. Rồi, có cốp điện nè, cốp điện nè quý anh chị. Và đặc biệt anh chị, xe này có hệ thống gài cầu. Xe này hai cầu nha quý anh chị nha. Hai cầu, nó có rất là nhiều những tính năng an toàn, như là hệ thống hỗ trợ đổ đèo có anh chị nè, có visa cầu sao có luôn. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết quý anh chị. Xe được chủ xe giữ rất là kỹ. Đây là chiếc xe Fortuner máy xăng hai cầu quý anh chị. Khi mà mua mới thì chủ xe phải bỏ ra một cái số tiền khá là lớn đó chị, khoảng 1,5 tỷ, chưa kể phần phụ kiện nha, lăn bánh ra giấy tờ khoảng 1,5 tỷ, chưa kể phần phụ kiện. Mà hiện tại thì xe này hôm nay chỉ có một mức giá rất là dễ thương luôn, chỉ có 780 triệu thôi quý anh chị. Và cái mẫu này vì sao nó đắt hơn so với phiên bản máy xăng một cầu tới 159 triệu, 159 triệu như quý anh chị nha. Đây, phần cấp điện quý anh chị. Có rất là nhiều những cái option mà thực sự là 159 triệu là ít đó quý anh chị. Đúng ra nó phải hơn nữa. Anh chị sẽ cùng Vô Huy mình tìm hiểu vì sao chiếc Fortuner máy xăng hai cầu này lại có một mức giá nó cao hơn với một cầu như vậy, và xe này chủ xe đi giữ kỹ hay không, và chắc xe có đẹp hay không nha quý anh chị. Thì hôm nay Huy sẽ cùng với quý anh chị mình tìm hiểu qua chiếc xe này. Nếu như anh chị sử dụng cho gia đình, anh chị xài hai cầu này cực kỳ sướng luôn. Anh chị để chế độ một cầu thì mức tiêu hao nhiên liệu tương tự xem như chiếc xe một cầu. Nhưng khi mà đi ở trên những cái đoạn đường xấu, địa hình hay là lầy lội thì anh chị chọn chiếc xe hai cầu như thế này, anh chị sẽ cảm nhận rất tuyệt vời. Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Đây các chị, về ngoại thất thì nước sơn zin còn rất là nhiều. Đấy, anh chị nhìn ha, rất là đẹp luôn quý anh chị. Phần ga lăng mạc chrome nguyên bản theo xe nha quý anh chị nha. Đấy, rồi cái này là chủ xe gắn thêm. Nhìn biển số anh chị nhìn ha, biển số này chủ xe là sử dụng bọc mica cũng loại xịn này. Thực sự là cái thời điểm này, đây là mẫu xe mà đắt nhất trong 3 phiên bản một máy dầu số sàn, rồi máy xăng một cầu và máy xăng hai cầu, thì đây là máy xăng hai cầu là đắt nhất anh chị. Nó trên hết so với chiếc xe
số tự động một cầu tới 159 triệu ha. Đó là cái giá niêm yết thôi quý chị. Ok rồi, giải đèn chiếu sáng ban ngày à, giải đèn chiếu sáng ban ngày ở trên bản một cầu không có nha anh chị nha. Đèn led, bi led, bi led rất là sáng luôn, bản một cầu với bi halogen thôi, nó không sáng bằng. Mà bi halogen nó không có tính năng tự động điều chỉnh độ cao thấp của đèn nữa à, và Huy nhớ là không nhầm là nó không có tính năng auto tự động bật tắt. Còn riêng cái thằng này là full hết tự động bật tắt này, rồi có điều chỉnh độ cao thấp của đèn à, và Huy nhớ không nhầm là có chờ dẫn đường luôn, có chờ dẫn đường luôn quý chị. Đấy, đèn cản đây, đèn cản thì nó khác một tí xíu thôi à, đây có vẻ đẹp hơn. Rồi về bên hông anh chị, cái này anh chị thấy không, nó cao hơn nha, cao hơn nha. Cái này là mâm 18 inch và 18 inch là 6 chấu kép nha quý chị. Còn cái phiên bản mà phiên bản một cầu á là 6 chấu đơn và chỉ có 17 inch thôi à, 17 inch thôi quý anh chị. Đấy, vì sao à, nó có cái giá đắt hơn, đèn khác biệt này, mâm khác biệt này quý anh chị. Đấy, và đặc biệt anh chị, đây là một chiếc xe gia đình đi, chủ xe rất là kỹ luôn. Và thực sự ra là vỏ xe thì hiện tại là được 2017 tới giờ đó là khoảng 7 năm. Ok, 7 năm là chủ xe mới vừa thay luôn. Đấy, thì bây giờ anh chị sử dụng xe là khoảng có nguyên bộ vỏ mới tinh. Nguyên cái bộ vỏ này các chị không dưới 20 triệu nha. Nguyên cái bộ vỏ này không dưới 20 triệu. Đấy, vì cái vỏ này là vỏ Bridgestone mà cái loại mâm này là mâm 18 inch nữa cho nên cái vỏ nó rất là đắt. Riêng cái vỏ mâm 17 inch nó đã là 4 triệu mấy một cái rồi, 4 triệu mấy một cái rồi. Rồi, cái này cách âm toàn bộ xe nha quý chị, cách âm toàn bộ xe nha. Đấy, một chiếc xe mà được cách âm toàn bộ xe như vậy anh chị thấy không? À, ngồi bên trong nghe cực kỳ sướng quý chị. Và với một điểm nữa quý chị, à, xe này nước sơn zin còn rất là nhiều. Đây còn zin nhiều quý chị, còn zin này. Đấy. Zin rất là nhiều quý chị. À, cách âm à, một tí Huy vào bên trong, à, Huy đóng cửa lại cho quý chị mà chị mình nghe. À, ngoại thất tiếng nổ động cơ cực kỳ êm luôn. Rồi, tay nắm cửa mặt chrome, có công tắc rồi cửa thông minh giống nhau, nẹp chân kính bản cao cấp mới có nha quý chị nha, bản cao cấp mới có đấy. Rồi cái này là chủ xe trang bị thêm quý chị. Rồi cái bệ bước chân cũng khác nữa, bệ bước chân mà phiên bản thường á, thì nó là màu đen thôi, nó không có sơn, được sơn màu bạc như thế này quý chị. Rồi còn chắc xe thì anh chị yên tâm nha, xe này đẹp lắm, đẹp. Đây tắp bi cửa nè, đó anh chị thấy chưa, rất là keng và mới. Đấy, xe gia đình anh chị mua về anh chị đi à, tuyệt vời luôn. Công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa này. Rồi gương gặp điện nha quý anh chị nha, đó, lock unlock đây à, anh chị nhìn đây rất là nét và đẹp luôn à, những vị trí lên xuống này anh chị thấy không à, có chống trài ở bậc lên xuống này. Rồi ghế chỉnh điện 8 hướng tương tự nha anh chị. Và một điểm khác biệt về hệ thống an toàn là bảy túi khí được trang bị ở trên chiếc Fortuner 2017 này rồi à, hai cầu, còn một cầu thì chỉ có ba túi thôi quý anh chị. Đây, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 2017 à, 2017. Đây, bộ lon con táo này còn nguyên hết nha quý anh chị. Đấy, ron này hả, còn căng cứng luôn, đúng chuẩn 40.000 cây nha, đúng chuẩn 40.000 cây nha quý anh chị. Rồi đây một tí Huy cho quý anh chị xem à, động cơ. Còn cái này à, cướp điện thì chúng ta có thể là mở trên chìa khóa cũng được nha anh chị nha, bấm trên chìa khóa mình giữ nè. Đây, bấm trên chìa khóa mình giữ 3 giây à, tự động nó mở ha. Đây này, nút này, hoặc là anh chị bấm đây à, bấm đây ok chưa, hoặc là anh chị bấm ở trên cái cốp, ở trên cái cốp đấy, khá là tuyệt vời. Rồi à, vào bên trong thì Huy cho quý chị mình xem, nó có rất là nhiều à, điểm khác biệt nữa à, về mặt đồng hồ tắp lô thì Huy thấy là cũng tương tự nè. Rồi vô lăng, vô lăng cũng tương tự nha anh chị à, đàm thoại đánh tay, điều khiển giọng nói à, điều chỉnh âm lượng, lái chỉ số trên vô lăng à, tương tự nha. Điểm khác biệt công tắc cruise control, ga tự động của chị, bản hai cầu mới có thôi. Đấy, đèn có tính năng auto tự động này đó, như Huy chia sẻ. Rồi à, và với cái đầu DVD nó lớn hơn, nó to hơn, nó đẹp hơn. Ok chưa quý chị à, nó đẹp hơn cái bản một cầu. Và bản một cầu chưa có camera gear đâu, bản hai cầu à, mới có camera gear. Khởi động bằng nút bấm start up, có trên hai phiên bản. Ok chưa quý chị. Hệ thống điều hòa tự động cũng vậy à, hệ thống điều hòa tự động làm lạnh rất là nhanh và lạnh rất là sâu, cả hai dàn trước sau đều là tự động, thì đó là phiên bản một cầu hai cầu giống nhau. Và điểm rất là đặc biệt ăn à, ăn tiền ở đây các anh chị là chế độ một cầu và hai cầu. Ở một cầu thì anh chị chạy à, nó tương tự như chiếc xe một cầu, nhưng mà khi mà anh chị chạy ở những đường trơn trượt, đường địa hình, đường xấu à, hay là xe của quý anh chị à, bị lội xuống sình đi, thì
xe của anh chị sẽ không di chuyển được với cái tính năng một cầu, thì anh chị chuyển qua tính năng hai cầu ở tốc độ cao và hai cầu ở tốc độ thấp. Đấy, đấy là một cái điểm mà rất là hay ở chiếc xe này. Vì sao nó đắt hơn xe kia nhiều như vậy quý anh chị? Ngoài ra về tính năng an toàn thì như là hệ thống chống hố cứng phanh, rồi hệ thống hỗ trợ khanh ngân dốc, rồi phân bổ lực phanh điện tử này nọ, thì nó cả hai phiên bản đều có. Riêng với thằng hai cầu thì có hỗ trợ đổ đèo và có một cái tính năng là kiểm soát lực kéo TRC quý anh chị, mà bản một cầu không có. Rồi đây, USB AUX, rồi cổng lấy nguồn. Đấy, hộp số 6 cấp có chế độ Eco Power và anh chị nhìn ha. Đó, mọi thứ rất là đẹp ở trên chiếc xe này. Mới về chưa spa, chưa làm đẹp gì hết. Nhưng đây là một trong những chiếc xe gia đình đi rất là kỹ và thực sự là phải có điều kiện lắm mới mua được chiếc xe này. Chưa kể gần 1 tỷ rưỡi các anh chị, chưa kể phần cách âm dán phim, cách âm dán phim quý anh chị. Đấy, rất là tuyệt vời. Vì thực sự ra là cái mẫu xe này trên thị trường không có nhiều. Anh chị thấy một cầu có nhiều chứ hai cầu thì rất là ít luôn. Hai cầu thì rất là ít vì nó đắt hơn. Một cầu khá là nhiều quý anh chị. Đấy, ron rồi anh chị còn căng cứng luôn. Mọi thứ anh chị thấy rất là đẹp. Bảy chỗ gầm cao, rộng rãi, ngồi thoải mái. Công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn quý anh chị. Đấy, anh chị thấy chưa? Nó có rất là nhiều sự khác biệt. Như là từ hệ thống đèn, hệ thống mâm, rồi về hệ thống an toàn, rồi đặc biệt là hệ thống cầu sao, có tính năng khóa vi sai cầu sao nữa quý anh chị. Rất là tuyệt vời ở trên cái mẫu xe này. Thì hôm trước thì bên Huy mới có về một chiếc 2019, hôm nay thì tiếp tục về một chiếc 2017. 2017, 2019 nó không khác nhau gì hết, mà xe này còn được cách âm nữa quý anh chị. Cách âm toàn bộ xe luôn. Và đặc biệt là cái bộ vỏ mới vừa thay, vỏ xịn luôn quý anh chị. Đấy, anh chị mua chiếc xe qua sử dụng mà có được cái bộ vỏ mà mới tinh, mới tinh như thế này thì thực sự đây là một cái điểm cộng rất là tuyệt vời anh chị nha. Màu trắng ngọc trai là một trong những cái màu nó đắt hơn so màu thường tới 8 triệu. Đấy, cốp điện anh chị. Em mở ở phía dưới thì anh chị bấm vào cái công tắc này. Đó, rất là thoải mái luôn. Đây, miếng chứ. Miếng chống trài ở phần vị trí này. Đó, chủ xe rất là kỹ, còn đây là miếng lót lót ở chỗ phần cản của anh chị. Đấy, lót ở phần cản. Đó, ok chưa? Bên Huy. Rồi, wow, có thêm một cái khay cái khay để đồ nữa anh chị. Đó, để đồ này thì dưới sạch bon, rất là kỹ luôn. Đó, đồ nghề này anh chị còn nguyên nha. Xe vỏ xe cua còn rất là dài và mọi thứ còn khá là đẹp. Thì xe này thường chủ xe đi một mình cho nên là những cái băng ghế sau như thế này nó còn rất là đẹp quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Đó. Với một chiếc xe 2017, tính năng cân bằng điện tử thì có hết. Bây giờ nó so với những cái form mới, mẫu mới thì tính năng của nó không khác nhiều là bao nhiêu. Y chang 2019, 2020, 2020 quý anh chị. Đấy. Đó. Rất là đẹp luôn. Ok chưa? Xe thì không có một cái gì là gọi như là 2017 rồi thì không có chê gì hết nha quý anh chị. Xe được chủ xe đi, gia đình đi giữ rất là kỹ luôn. Và xe thì có lịch sử hãng rồi, có chủ xe cũng bảo trì bảo dưỡng cũng khá là đều luôn anh chị. Khá là đều thì mới đây thì chủ xe bảo dưỡng lúc 37.700 cây. Và lịch nhắc là tới 42.000, nhưng mà hôm nay mới có 40.000 cây thôi. Thì chủ xe về thì bên Huy cũng sẽ tiến hành bảo dưỡng xe lại trước khi giao cho quý anh chị, spa làm đẹp, làm can span lại hết cho quý anh chị luôn. Anh chị mua xe tại hãng Minh Huy về là chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Đó, xe Nhật nè. Cabo rất là nặng luôn nha quý anh chị. Đây, động cơ đây. Đây, động cơ đây ha. Đó. Ok, nổ rất là êm nha quý anh chị. Nổ rất là êm. Rất là êm. Đấy, rất là êm. Bên Huy thì sẽ bảo hành động cơ hộp số 1 năm 20.000 cây nha quý anh chị nha. Rồi, đây anh chị, bộ lon con táng này. Bên Huy sẽ bảo hành về động cơ và hộp số 1 năm 20.000 cây. Bộ lon con táng cabo còn nguyên hết nha quý anh chị. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Thì những chiếc xe như thế này rất là hiếm có trên thị trường và thực sự là bên Huy bán cực kỳ nhanh luôn. Vì sao? Vì với những chiếc xe như thế này giá rất là hợp lý các anh chị. Thay vì trên lệch nhau tới 160 thì bây giờ chỉ trên lệch nhau khoảng 40 triệu thôi quý anh chị. Thì anh chị chọn chiếc nào và
Đây là một trong những cái sản phẩm rất là chất lượng luôn. Thì nếu như mà Huy chọn cái sản phẩm hai cầu như thế này, Huy chạy chế độ một cầu thì nhiên liệu nó cũng xem như là chiếc một cầu. Vì sao Huy không chọn? Nếu như mà gặp những trường hợp Huy đi đèo núi, hay là Huy đi những khu vực mà lỡ mà nó gặp sình, nó bị coi như là lúng thì sao, thì nó là một trong những cái lợi thế mà có thể rất là hay luôn quý chị. Chưa kể là mâm lớn hơn rồi, chắc chắn là nó sẽ cao hơn rồi, rồi mọi thứ rất là đẹp luôn. Tính năng cốp điện rồi tính năng an toàn, hỗ trợ đổ đèo có hết quý chị. Tại sao mình không chọn vậy? Ok, thì đó là những cái chia sẻ từ Huy. Chỉ bỏ ra thêm khoảng mấy chục triệu nữa thôi, nhỉnh hơn những chiếc xe kia khoảng 40 triệu rồi, một cầu 40 triệu thôi là anh chị có thể sửa chiếc xe này rồi đó. Và bỏ ra 40 triệu làm sao anh chị có được những cái option như là đèn LED, tính năng an toàn, 7 túi khí hay là cốp điện. Ok không chị? Thì đó là chia sẻ từ Huy. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý chị 780 triệu. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý chị mình vay 60%. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm ha.